chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ tư, cũng là ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Thời tiết chủ đạo ở các tỉnh thành miền Bắc sẽ là trạng thái nắng ráo và nhiệt độ tăng cao. Trời nắng, nhiệt tăng là do các hình thái gây mưa đã suy yếu. Vùng áp thấp nóng phía Tây nhen nhóm phát triển nên hầu khắp khu vực miền Bắc trời đều có nắng, nhiệt độ tăng lên, phổ biến ở ngưỡng là 28 đến 32 độ ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Riêng khu vực phía Tây Bắc nhiệt độ là 31 tới 34 độ, có nơi cao hơn. Dự báo trong ngày đi làm trở lại đầu tiên là ngày 4 tháng 5 thì nhiệt độ trưa chiều tại các tỉnh thành miền Bắc sẽ còn tiếp tục tăng lên, phổ biến vào khoảng 30 đến 33 độ, có nơi trên mức này. Riêng khu vực Tây Bắc thì có điểm nắng nóng với mức nhiệt trên 36 độ. Đến với miền Trung, thời tiết trong ngày nghỉ cuối cùng cũng khá là dễ chịu. Hôm nay trời nắng sớm nhưng cường độ nắng không mạnh, vì thế mức nhiệt ngày ổn định trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Đáng lưu ý là trong ngày mai, ngày 4 tháng 5, nền nhiệt độ tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ tương đối cao, phổ biến ở mức là 31 đến 35 độ. Vùng núi phía Tây có thể lên tới ngưỡng 35 cho tới 37 độ, thậm chí trên mức này. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là ban ngày nắng mạnh nhưng về chiều và tối, ở các huyện vùng núi phía Tây dọc tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Dạng mưa dông nhiệt cục bộ này rất hay kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, nên người dân cần chú ý đề phòng. Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong quá trình giảm mưa. Hôm nay ở cả hai khu vực này, trời đều có nắng từ sớm và mức nhiệt ngày cũng sẽ tăng cao. Tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ là 32 đến 34 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là 33 đến 35 độ. Nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ một số nơi ở các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ. Chuyển sang các thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Nam có cường độ ở mức cấp 3, cấp 4. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc ở mức cấp 4, có mưa dông một vài nơi về chiều tối. Nhìn chung, trên hầu khắp các khu vực Biển Đông, thời tiết khá thuận lợi cho mọi hoạt động hàng hải của bà con ngư dân. Xin chào quý vị và các bạn. Từ đêm nay, các hình thế gây mưa cho Bắc Bộ sẽ suy yếu đi, mưa giảm nhanh chóng trong ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Ngày mai, mưa sẽ chỉ còn ở diện vài nơi, ngày có nắng trở lại, với nhiệt độ trưa chiều tăng cao, phổ biến từ 28 đến 32 độ, riêng khu Tây Bắc từ 32 cho tới 35 độ. Trong ngày đi làm trở lại sau đợt nghỉ lễ, ngày mùng 4 tháng 5, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng nên nhiệt độ trưa chiều tại các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục tăng lên, phổ biến vào khoảng 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Riêng khu vực Tây Bắc có điểm nắng nóng với mức nhiệt trên ngưỡng 36 độ. Tuy nhiên, trạng thái nắng nhiều sẽ không kéo dài lâu, bởi từ đêm ngày mùng 4 sang đến ngày mùng 5 tháng 5, khối không khí lạnh phía Bắc lại có quá trình dồn xuống phía Nam, nén rãnh thấp gây mưa rào và dông diện rộng trở lại. Cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nên người dân cần hết sức cảnh giác. Khu vực Trung Bộ trong 2 ngày tới cũng tạm thời chưa xuất hiện hình thế gây mưa, nên tại đây thời tiết tạnh giáo, ngày có nắng nhiều, nhiệt độ tiếp tục có xu hướng tăng hơn những ngày trước. Đáng lưu ý là nền nhiệt độ tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ tương đối cao trong ngày 4 tháng 5, phổ biến từ 31 đến 34 độ, vùng núi phía Tây có thể lên đến 35 đến 37 độ, thậm chí còn cao hơn như vậy. Lùi xuống phía Nam, trong ngày mai, thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày ít mưa, về chiều tối có thể xuất hiện mưa rào cục bộ. Sau đó, từ ngày mùng 4, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông từ biển di chuyển vào, mưa dông sẽ có xu hướng tăng hơn về chiều tối, tập trung tại khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có điểm mưa lượng khá. Đặc biệt, các tỉnh ven biển Nam Bộ cần đề phòng với dông sét, gió giật mạnh, nên bà con khu vực này hết sức lưu ý. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa trong 3 ngày tới, phổ biến có mưa vài nơi, thịnh hành gió Đông Nam ở mức cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông. Còn với khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tập trung trong ngày mùng 4 và ngày mùng 5 tháng 5, tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.